Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Trường Trai Lối Sống Cao Thượng. Mình tên là Nguyệt, còn đây là chị Hoa. Hôm nay chị Hoa sẽ giới thiệu cho chúng ta món nem chua chay của Âu Lạc. Để làm món nem chua chay dành cho 6 người ăn, chúng ta cần có những nguyên liệu sau: 400g giỏ bưởi tươi, 300g đu đủ sống, 150g nước lọc, 50g me chín, 50g củ dền tươi, 6 muỗng canh dầu ăn, 2 muỗng canh phèn chua, 1 muỗng canh muối hột, 1 muỗng canh tỏi xay, 1 muỗng cà phê tiêu giã nhỏ, 1 muỗng canh chanh dắt. Phần gia vị gồm có 3 muỗng canh dung đường cát, 2 muỗng canh bột nem và 1 muỗng canh muối. Để làm, bây giờ chúng ta cùng làm nha chị. Trong phần này, chúng ta chia làm 2 phần. Phần thứ nhất là chế biến nguyên liệu nem. Phần thứ hai là cách gói và bảo quản nem. Bây giờ chúng ta làm phần thứ nhất. Trước hết, chúng ta sẽ gọt vỏ bưởi. Phần vỏ bưởi này có 2 phần, phần xanh và phần trắng. Chúng ta sẽ gọt bỏ toàn bộ phần xanh đi và chỉ lấy phần trắng thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu gọt. Nếu mình không gọt hết như thế này, khi mình làm xong chiếc nem á, mình khi dùng á, nó sẽ rất là nhẫn, ăn nó không ngon. Sau khi chúng ta gọt xong như vậy, chúng ta thái mỏng lại, thái càng mỏng càng tốt. Chúng ta có thể nghiêng như thế này để thái miếng bưởi nó được lớn, thái mỏng để mình xả cho nó ra cái chất đắng. Sau khi vỏ bưởi đã sát xong, chúng ta cho vào nồi và bắt đầu nấu. Nguyệt ơi, cho chị mượn cái nồi để nấu đi Kim. Dạ. Chúng ta cho muối và phèn chua vào, cho giùm chị thao nước. Chúng ta sẽ đổ nước vào đây cho ngập vỏ bưởi. Bắt đầu đậy nắp và nấu dưới lửa lớn. Trong khi chờ đợi nước sôi, chúng ta sẽ chế biến nguyên liệu tiếp theo. Đây là phần đu đủ sống. Chúng ta sẽ thái cọng nhuyễn hoặc là có thể dùng bằng bào cọng. Khi đã bào xong như thế này, chúng ta cho vào một tí muối để cho cái đu đủ này nó mềm xuống. Khi đu đủ đã mềm xuống, chúng ta dùng cái khăn để dắt cho thật ráo lại. Mình dắt cho ráo để chiếc nem nó không bị bở á. Sau khi dắt xong, chúng ta cắt ngắn ngắn lại. Khi nước sôi, chúng ta dùng cái giá nhận xuống như vậy để cho vỏ bưởi nó dễ chín. Rồi chúng ta sẽ đậy nắp lại và nấu sôi lần lần nữa. Mình nấu bao lâu hả chị? Nấu khoảng 15 phút nữa. Khi vỏ bưởi nó trong là bắt đầu mình đem xả. Trong khi chờ đợi nước sôi trở lại, chúng ta làm nguyên liệu kế tiếp. Đây là me. Chúng ta sẽ cho vào 100g nước lọc để lấy nước chua. Cũng phải lấy cái tay vớp đi cho nó ra lẹ. Sau khi nước me đã ra hết, ta vớt bỏ hột. Để có cái màu củ dền, chúng ta sẽ cắt củ dền ra nhuyễn nhuyễn như thế này. Sau khi sắc xong, chúng ta cho vào cái chén và đổ về đây 4 muỗng canh nước để khoảng 5-10 phút. Nó sẽ ra cái màu nước củ dền. Nó sẽ ra màu như thế này. Chúng ta bắt đầu chắc.
chỉ lấy cái nước màu thôi. Màu thực phẩm thì cũng được nhưng mà nó không có tốt bằng cái màu củ quả tự nhiên như thế này. Dạ. Nguyệt ơi, nước sôi trở lại cho chị mượn cái gấp để lấy vô bữa ra đi cưng. Cho chị mượn cái thau nước lạnh. Chúng ta sẽ gấp vỏ bưởi này ra vào cái thau nước lạnh như thế này. Không ngờ bưởi thì còn có tác dụng như vậy nữa. Đúng rồi, chứ bưởi nó có rất nhiều công dụng. Mình có thể lấy vỏ mình làm nem, ăn rất là ngon. Sau khi vớt ra như vậy, chúng ta sẽ đem đi xả. Khoảng chừng 4 nước như thế này, chỉ cho nó ra hết chất đắng. Chúng ta sẽ đổ ra cái rổ thế này, để cho nó nguội. Ta dắt cái này cho ráo. Thả vào cái phần nước lạnh bên đây. Chúng ta sẽ nhồi và dắt như thế này. 4 nước. Sau khi xả 4 nước, chúng ta thấy vỏ bưởi nó trong và nước cũng trong. Chúng ta có thể lấy một miếng thử, nếu nó thấy nó hết đắng là chúng ta đã xả hết. Sau đó chúng ta dùng cái khăn dắt cho ráo lại. Nếu chúng ta dắt không ráo, chiếc nem nó sẽ bở. Sau khi dắt ráo, chúng ta cho vào cái thau. Chúng ta sẽ bung ra như thế này, bung đều ra. Khi nó bung đều như thế này, chúng ta bắt đầu cho nước me vào. Chúng ta trộn đều lên như thế này. Rồi cho chanh vào. Tiếp tục trộn đều. Khi chúng ta thấy vỏ bưởi nó đã có độ mềm, chúng ta bắt đầu dùng tay nhồi đều khoảng 10 phút. Em thấy mùi bưởi chanh và me trộn lại với nhau thật là thơm đó chị. Đúng rồi cưng. Chúng ta phải nhồi cho thật mịn để khi xào nó không có cho nó đỡ cực. Khi vỏ bưởi đã hoàn toàn mịn như thế này, chúng ta bắt đầu cho màu củ dền vào. Chế nước củ dền giùm chị đi cưng. Dạ. Rồi chúng ta trộn đều lên. Chúng ta cho tiếp những gia vị vào. Cho chị đường. Muối. Và tất cả bột nêm hả chị? Ừ, hết bột nêm. Rồi bắt đầu chúng ta trộn đều lên. Cho màu củ dền vào, tôi thấy bưởi có màu đỏ thật là đẹp. Khi phần bưởi này đã tan và mịn đều như thế này, chúng ta bắt đầu bắt chảo lên, bắt đầu xào. Chúng ta bắt lửa lên. Cho dầu ăn vào. Chúng ta sẽ cho phân nửa tỏi xay này vào. Còn phần nửa này hồi mình trộn sống sau khi mình đã xào xong á. Dạ.
để cái chiếc nem nó thơm. Chúng ta sẽ đảo đều như thế này. Đúng rồi, cần phải cho nó vàng mới được. Để chiếc nem nó có mùi vị đặc biệt của nó. Sau khi tỏi đã sắp vàng, chúng ta tắt lửa. Cho chị một cái muỗng và bắt đầu vớt ra phân nửa dầu tỏi. Xào còn hoàn toàn xong, chúng ta sẽ đổ vô trộn sau cùng để lấy cái hương vị. Bắt đầu mở lửa lên và cho hết phần bưởi này vào. Để em cất chung chị nha. Chúng ta sẽ xào dưới lửa đi riêu, không được xào lửa mạnh. Chúng ta sẽ xào đều như thế này khoảng 15 phút. Chúng ta sẽ xào như thế này đến khi nào phần bưởi nó khô sệt lại là được. Nó có độ sệt khô để dễ dò. Bây giờ chúng ta bỏ phần dầu ăn còn lại vào. Và trộn đều lên vài phút nữa để cho phần ăn này rút ráo vô trong cái phần bưởi. Chúng ta cho lửa lớn lên một tí. Cho món thật là hấp dẫn. Món này nó công phu cho nên nó rất là hấp dẫn. Mình chịu khó một chút xíu đi, mà ngày Tết mình sẽ có món nem rất là tuyệt vời để mình dùng. Sau khi phần dầu đã rút toàn bộ vô đây, chúng ta bắt đầu tắt lửa. Sau khi phần bưởi này đã nguội hẳn, chúng ta bắt đầu cho tỏi sống vào. Cho tiêu vào. Cho hết luôn hả chị? Hết luôn luôn. Rồi wow. Cho hết phần đu đủ này vào. Chúng ta bắt đầu trộn đều lên. Khi đã trộn đều như thế này, chúng ta bắt đầu tiến sang giai đoạn 2 là dò nhân, gói lại và bảo quản. Dạ. Chúng ta có thể nắn tròn hoặc là nắn hình dài tùy theo ý thích của mỗi người. Chúng ta do tròn và ấn xuống đây để tạo một cái hình chiếc nem cho nó ra giờ thêm nó đẹp một chút. Mình có thể tạo bất cứ cái hình gì trong lúc nó còn mềm thế này. Yeah. Sau khi phần nem đã dò xong như thế này, chúng ta nếu muốn cho nó đẹp á thì chúng ta có thể trang trí lên đây một tép tỏi, một lát tỏi như thế này với một lát ớt. Khi chúng ta đã trang hoàng chiếc nem đẹp như thế này, chúng ta bắt đầu gói lại. Chúng ta có thể gói bằng lá dâm hoặc là lá chuối hoặc là lá chùm ruột nếu mà có. Ở đây để cho tiện nhà lợi, chúng ta sẽ gói trong giấy kiến như thế này. Chúng ta sẽ cắt cái giấy kiến cho nó rộng rãi để gói chiếc nem nó được kín, không có bị gió lọt vào. Nếu mình có bằng lá rong hay lá chùm ruột thì món ăn của mình sẽ tăng thêm phần hương vị phải không chị? Đúng rồi cưng. Chúng ta phải gói cho thật kín, đừng để cho không khí lọt vào, chiếc nem sẽ bị hư. Trong khi gói lỡ nó không có được tròn, chúng ta sửa lại cho nó tròn một chút.
Chị Hoa ơi, sau khi mình gói nem thì có thể ăn ngay hoặc làm sao hả chị? Chưa cưng à, nem này mình có mình sau khi gói xong mình sẽ bỏ vô một cái hộp để bảo quản cho nó thật là kín, chứ đừng có bị lọt gió. Cưng để khoảng 2 ngày, khi chiếc nem khi cưng thử, khi cưng rời thử như thế này là chiếc nem nó đã lên chua, lúc đó chúng ta sẽ dùng được. Dạ. Làm cách nào để bảo quản cho nó kín, đừng có bị lọt gió vô là được. Dạ. Sau khi nem đã bỏ vào hộp kín như thế này, chúng ta sẽ để một nơi thoáng mát, khoảng 2 ngày mới dùng được. Đây là phần nem tôi đã làm trước đây khoảng 2 ngày. Nem này có thể ăn chung với bánh mì, hoặc bánh tét, bánh chưng, hoặc với bún. Bây giờ chúng ta cắt ra để dùng với bún. Như quý vị đã thấy, nem chúng ta có thể làm hai loại, hoặc là tròn hoặc là dài như thế này. Hôm nay món nem chua này chúng ta dùng chung với bún. Trước tiên ta cho rau vào. Rau sống nhiều loại thật là đắt hấp dẫn hả chị? Nó rất là thơm kinh. Dạ. Nêm vào. Chả lụa. Bì. Sau cùng chúng ta chan nước mắm vào. Các bạn có thể chan 1 hay 2 muỗng tùy theo khẩu vị của mình. Chúng ta đã có được một tô bún thật là hấp dẫn. Chị ơi, bữa nay là ngày Tết Nguyên Đán, em có mời vài người bạn về tới thưởng thức món đặc biệt này. Ồ vậy hả? Vậy chưa? Chị em chúng ta cùng nhau bươn lên cho mọi người cùng chung vui đi cưng. Dạ. Nhân dịp năm mới, chúng tôi chúc quý vị và các bạn xem đài một năm mới tràn đầy tình thương và hạnh phúc trong ân điển của Thượng Đế. Kính chào tạm biệt.